Tập 38. Thành thật chút, đi mau. Quỳ xuống, tôi không phải đảng Cộng sản trưởng quan, anh bắt nhầm người rồi. Đứng yên, đứng yên. Tất cả đứng yên. Đứng yên. Ngô Lương Quý, chỉ cho đúng người, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đừng làm cho hoàng quân tức giận. Dân dân, đi đi. Anh muốn làm gì? Đừng quên chuyện anh hứa với tôi. Đi mau. Đi, mau. Đi mau. Mau. Tôi không thể để Chu Lập Danh nhận ra tôi. Cái này cho anh sao? Phải, có thích không? Chỉ cần em làm cho, anh đều thích. Anh phải đeo cả đời, thử xem. Thế nào? Đẹp lắm. Cả đời này của anh, chỉ có một người phụ nữ là em. Có thể cưới được em là hạnh phúc lớn nhất đời anh. Anh chết không hối tiếc. Anh ngốc nghếch, không biết nói chuyện,
cũng không biết làm mấy việc tình cảm. Từ khi quen được em ở chỗ bác sĩ Từ, anh thật lòng thật dạ muốn đối tốt với em. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Anh thấy em mỗi ngày ân cần chăm sóc anh như vậy, anh cảm thấy như nằm mơ vậy. Anh còn nói ngốc. Em thấy anh rất biết lịnh người ta đó. Là anh ngốc, nhưng mà khen em thì anh có khen cả đời. Hồ An, ta nợ cậu quá nhiều rồi. Ta không xứng là bố vợ của cậu. Ông là bố vợ của anh ấy. Chuyện đến nước này, tôi cũng không cần phải giấu cậu nữa. Dư Hà là con gái ruột của tôi. Hồ An là con rể của tôi. Dư Hà vốn dĩ tên là Từ Hà. Bắt đầu từ ngày nó gia nhập tổ chức, tôi đổi tên cho nó, cố gắng hết sức để không liên lụy tới nó. Có người làm cha nào không hy vọng con gái mình sống hạnh phúc, sống vui vẻ chứ? Nhưng quốc gia gặp nạn, chúng ta là người của quốc gia, sao có thể lén lút bí mật? Hơn nữa, nước mất, ắt nhà mất. Chúng ta nhất định phải đứng lên phản kháng. Một khi gia nhập vào tổ chức kháng nghiệt này, không thể tránh khỏi sinh ly tử biệt. Tất có hy sinh. Giống như Hồ An vậy. Hồ An vì bảo vệ chúng tôi nên mới hy sinh. Bọn họ vừa mới kết hôn không lâu. Chuyện này đối với Dư Hà mà nói là một đả kích quá lớn. Cho nên Phương Nguyên, tôi muốn nhờ anh chăm sóc Dư Hà của chúng tôi cho tốt. Người làm cha như tôi thiếu nợ nó quá nhiều, quá nhiều rồi. Bác sĩ Từ, đừng nói thế. Tôi tin là Dư Hà có thể hiểu. Tôi nhớ lúc Hồ An còn sống, cũng từng nói với tôi những lời như vậy. Ông yên tâm đi. Ngoài ra, tình hình bây giờ bên ngoài rất căng thẳng. Tôi hy vọng ông có thể về Tô Bắc ngay. Bên đó an toàn hơn. Không, càng vào lúc này, tôi càng không thể rời khỏi Tô Châu. Tên phản bội Ngô Lương Quý sẽ khiến rất nhiều đồng chí của ta bị lộ. Tôi nhất định sắp xếp mỗi một đồng chí trước Ngô Lương Quý. Chúng ta không thể để có thêm người hy sinh như thế này được. Nhưng chuyện này cứ giao cho tôi, tôi sắp xếp. Không được. Nhiệm vụ chủ yếu của anh bây giờ là sách động cận ngửa đường. Mấy tên giặc trước giờ chưa từng bỏ qua kế hoạch thanh trừ của chúng. Nội dung điện tín cuối cùng Hồ An dịch trước khi hy sinh chính là khởi động lại kế hoạch thanh trừ của Kashima. Hơn nữa, chủ lực của lần thanh trừ này vẫn là cận ngửa đường. Cho nên sách động anh ta đối với việc giải trừ nguy cơ ở Cô Bắc có tác dụng vô cùng quan trọng. Ông muốn để cận ngửa đường khởi động ở trên chiến trường, phải? Như vậy, chúng ta vừa bảo hộ được căn cứ địa, đối với giặc Nhật mà nói vừa là một đòn chí mạng. Bác sĩ Từ, mấy ngày gần đây ông, Dư Hà còn có Hồ An, không những là chiến hữu của tôi, còn là người thân của tôi. Trước khi sách động cận ngửa đường, chuyện đầu tiên tôi muốn làm là bảo đảm an toàn cho ông.
Hồ An, Khăn quàng cổ em đang cho anh xong rồi, nhưng em cũng không còn cơ hội tự tay đeo nó cho anh. Hồ An, anh là chiến hữu tốt của tôi, cũng là anh em tốt của tôi. Tôi biết sự hy sinh của anh là vì muốn chúng tôi được sống tốt hơn. Tôi mãi mãi không quên cảnh tượng trước khi anh hy sinh. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho Dư Hà. Ba tôi, anh biết hết rồi. Ông ấy nói hết cho tôi rồi. Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu? Có an toàn không? Ông ấy đang ở trong thành. Trước mắt vẫn coi như an toàn. Tôi muốn thông qua lực lượng cảnh vệ của cận ngữ đường nhanh chóng đưa họ ra khỏi thành. Cho cận ngữ đường ra mặt có phải là quá nguy hiểm rồi không? Với những gì tôi biết về cận ngữ đường, anh ta nhất định giúp chúng ta. Nếu như thế sẽ làm bại lộ thân phận của anh. Cận ngữ đường rất thông minh, anh ấy nhất định đoán được thân phận của tôi, chỉ là chưa muốn lộ ra thôi. Anh ấy muốn bắt tôi đã sớm ra tay rồi. Yên tâm đi, lát nữa tôi đi nói chuyện với anh ấy. Cô về tiệm chờ tôi. Vậy tôi ở với Hồ An một lát nữa. Ông chủ Phương tự mình ra mặt, xem ra là mối làm ăn lớn rồi. Anh với tôi không cần vòng vo, nói thẳng luôn vậy. Tôi muốn anh giúp tôi đưa hai người ra khỏi thành. Người gì? Một bác sĩ và trợ thủ của ông ấy. Đơn giản vậy sao? Vậy hai người này có lai lịch thế nào? Cái này anh không cần lo. Chỉ cần đưa người ra khỏi thành, chuyện anh thiếu tôi 10 cây vàng xem như bỏ qua. Hai cái mạng này cũng đáng tiền đó chứ. Anh nói bác sĩ đó chắc là bác sĩ Từ ở phòng khám trung y trên phố Quan Tiền đúng không? Sư trưởng Cận quả nhiên là tin tức nhanh nhạy. Không sai, chính là họ. Ông ấy là người bên Tô Bắc. Anh gấp gáp cứu ông ta như vậy. Phương Nguyên, thân phận của anh là gì? Tôi chỉ là thương nhân. Hơn nữa thương nhân như tôi không phân quốc tịch, không phân đảng phái. Chỉ cần là có lợi, cho dù là nguy hiểm ngay trên đầu, tôi cũng sẽ ra tay. Phương Nguyên, anh muốn giấu tôi bao lâu nữa? Tôi nói là tôi chỉ là một thương nhân. Nhưng mà cận ngữ đường, ngược lại tôi muốn hỏi anh, anh có phải là người Trung Quốc hay không? Anh có ý gì? Hôm qua, vì để lục soát bác sĩ Từ, người Nhật giữa ban ngày ban mặt ở trên phố tàn sát bách tính Tô Châu. Có một người dân chưa chết còn bị chém thêm mấy đao. Cả con phố đều bị máu nhuộm đỏ. Ở chiến trường lân cận Tô Bắc, tình hình còn gay go hơn. Những tên súc sinh đó ngang ngược tàn sát bách tính Trung Quốc, thi thể chất đóng thành núi. Anh nói xem, lúc này dựa vào ai để bảo vệ họ? Cận ngữ đường, anh là một người lính. Tôi biết trong lòng anh cũng có ý chí kháng Nhật. Chính là bây giờ, nghĩa sĩ kháng Nhật đang cần anh ra tay chi diện. Anh vậy mà giả vờ không biết, còn khoanh tay đứng nhìn hay sao? Muốn tôi cứu đảng cộng sản, anh muốn hại chết tôi sao? Anh cút ngay cho tôi. Đến đi. Nếu bắn chết tôi có thể khiến anh tỉnh táo lại thì bắn đi. Bắn đi. Ông chủ Phương, có gì từ từ nói, đừng manh động. Phương Nguyên, tôi cho anh biết, cho dù hôm nay anh không tới, mỗi một câu anh từng nói tôi cũng đều không ghi nhớ. Chuyện này ông không làm, cút đi. Vào lúc nguy cấp, quốc gia gặp nạn, đi đâu về đâu, anh tự mà chọn đi.
gần nửa đường. Tôi không nhìn lầm anh. Bạch Phó Quan. Sư trưởng, cậu từng gặp bác sĩ Từ chưa? Trước kia có gặp mấy lần. Vậy tốt. Cậu điều mấy người bên đội cảnh vệ qua cho tôi. Vâng. Nhất định phải đưa bác sĩ Từ vượt qua khu vực phòng thủ của trung đoàn 3 và tiểu đoàn 2. Đưa ông ấy ra ngoài cho tôi. Sư trưởng, vừa nãy anh nói với ông chủ Phương. Ở đây đều là tai mắt của người Nhật. Nếu để chúng nhìn ra chúng ta đang hợp tác đối với Phương Nguyên, đối với chúng ta mà nói đều vô cùng nguy hiểm. Rõ. Còn nữa, nếu gặp phải Kitano và Chu Lập Văn, cứ nói với họ đang giúp họ truy nã phần tử kháng Nhật và đảng Cộng sản. Vâng. Đi đi. Nghiêm. Nhìn phải, nhìn. Nhìn trước, nhìn. Quay phải, quay. Xuất phát. Bác sĩ Từ, mau ngồi đi. Trên phố kiểm tra rất gắt, tiên binh và cảnh sát ở khắp nơi. Ngô Lương Quý phản rồi. Bình thường hắn ta quen thuộc với cậu nhất, cho nên bây giờ cậu phải rời khỏi Tô Châu ngay lập tức, đi đến Tô Bắc. Nhưng lão Từ, ông phải làm sao? Chuyện của tôi cậu không cần phải lo. Nhiệm vụ của cậu bây giờ là tìm cách thoát thân ngay lập tức. Không thể do dự nữa. Bảo toàn một đồng chí cách mạng chính là bảo toàn một phần thực lực cách mạng. Hiểu chưa? Đi, mau, mau, tránh ra hết. Mau, tránh ra. Chu cục trưởng, ở phía trước. Mau, đi mau. Đi, mau, cút. Chu cục trưởng, ở chỗ này. Tiêu rồi. Lúc cậu tới đã bị theo dõi rồi. Đi, đi từ cửa sau. Được. Bắt sống. Dân. Mấy người các cậu, bên trái. Mấy người, bên phải. Dân. Đứng yên. Mau mở cửa. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đồng chí Minh Công. Người bên trong nghe đây. Mau bỏ súng xuống. Ai cũng không thoát được đâu. Dẫn đi. Đi. Mau. Tên phản bội tham sống sợ chết. Mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Đi. Làm gì thế này?
Đứng yên, đứng yên. Đưa phần tử Đảng Cộng sản đi cho tôi. Vâng. Làm gì? Làm cái gì đó? Làm gì? Bạch Phó Quan, đội cảnh vệ các anh cũng muốn cướp công sao? Người là chúng tôi bắt trước. Đây là địa bàn của đội cảnh vệ chúng tôi. Mày là cái thái gì? Tao là cốc gia đây. Cả cái Tô Châu này đều là của cục cảnh sát. Bớt phí lời. Đưa đi. Từ từ. Bạch Phó Quan, phần tử Đảng Cộng sản cậu muốn đưa đi đâu? Đưa đi đâu là của đội cảnh vệ chúng tôi. Không phiền tới anh quan tâm. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Các người không cần giành nữa. Giao người cho ta là được rồi. Bác sĩ Từ, nghe danh đã lâu. Trước giờ tôi luôn có hứng thú với Trung Y. Trung Y rất chú ý tới nghe nhìn hỏi bắt mạch. Còn có cái gọi là huyền hồ tế thế. Hôm nay có cơ hội gặp mặt, hy vọng bác sĩ Từ có thể dạy bảo thêm. Kitano Tamaki, ông đã từng là một bác sĩ. Thiên chức của bác sĩ chính là trị bệnh cứu người. Nhưng ông lại biến thành một tên đồ tể, giết người không chớp mắt. Đối với loại người như ông, có gì đáng để tôi dạy bảo chứ? Ông hoàn toàn hiểu lầm tôi rồi. Lẽ nào kẻ địch không trở thành bạn bè hay sao? Nhìn đi, cấp dưới của ông bây giờ không phải là bạn mới của chúng tôi rồi sao? Giật hợp theo bài. Thứ như hắn không có kết quả tốt đẹp đâu, bao gồm cả ông, các người. Bác sĩ Từ, tại sao chúng ta không thể ngồi xuống từ từ nói chuyện chứ? Mời bác sĩ Từ, Inoue, Haruki, đưa ông ta đi. Dân, đi. Hốn kiếp, tại sao đối xử với bác sĩ Từ như thế? Đưa chìa khóa cho ta. Ấm Tử Sa, Bích Loa Xuân. Tôi biết đây là thứ ông thích nhất. Tôi thích lá trà của Trung Quốc. Xem ra chúng ta có rất nhiều điểm chung. Bác sĩ Từ, xin mời. Ông muốn nói gì? Tôi là cố vấn đặc biệt của thành phố Tô Châu. Phụng mệnh đến để kiến thiết lại Tô Châu, chứ không phải là hủy diệt nó.
Tôi yêu Tô Châu. Tôi muốn khiến Tô Châu biến thành thành phố kiểu mẫu của khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á, vượt qua thiên đường nhân gian. Cho nên tôi vô cùng hy vọng ông có thể hỗ trợ tôi. Kitano, lời nói dối vô liêm sỉ này, ông có thể đừng nói với tôi được không? Nếu như tôi dùng súng đánh chiếm kinh đô của các người, đồ sát cha mẹ, anh em của các người, làm xong rồi tôi nói với ông, tất cả những điều này đều là vì mong ước đẹp đẽ. Vậy đó là khiến quê hương ông biến thành thiên đường nhân gian của chúng tôi. Ông có chấp nhận hay không? Bác sĩ Từ, ông cảm thấy người Trung Quốc các ông có khả năng chống đối chúng tôi, đế quốc Đại Đông Á sao? Trong số người Trung Quốc, ngoại trừ Chu Lập Văn, Cốc Đa, mấy cái thứ bại hoại đó, đa số đều là những dũng sĩ không tiếc hy sinh tính mạng vào lúc quốc gia nguy cấp. Kitano, tôi tin rằng trong lòng ông ngày nào đó cũng đang run sợ, bởi vì vô số dũng sĩ của chúng tôi liều chết đối đầu với sự xâm lược của các người. Chiến tranh mặc dù vẫn chưa kết thúc, nhưng kết cục đã được quyết định rồi. Đó chính là Trung Quốc tất thắng, giặc Nhật tất thua. Bác sĩ Từ, tôi khâm phục cốt cách của ông. Nhưng người Trung Quốc các ông hay nói một câu như thế này: kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Trước mắt ông đang gặp nguy hiểm, tôi chỉ là cứu ông một mạng thôi. Lẽ nào ông thật sự không sợ chết, hay là cảm thấy tôi sẽ không giết ông? Tôi tin ông đương nhiên dám. Rất tốt, ông giác ngộ như thế, chúng ta giao tiếp cũng nhanh hơn. Tôi hy vọng ông hợp tác với tôi, sau đó giữ được cái mạng của ông. Hợp tác như thế nào? Nói hết mấy trạm liên lạc của ông cho tôi, đưa danh sách liên lạc viên của ông cho tôi, căn cứ địa của ông ở Tô Bắc, kế hoạch tác chiến, đưa hết những thứ này cho tôi. Chúng ta là bạn bè, hiểu không? Được. Vậy tôi nói, bác sĩ Từ quả nhiên là người sáng suốt. Xin mời nói. Trạm liên lạc của tôi ở Tô Châu, ông nhớ kỹ là Tô Châu. Đồng chí của tôi là những đồng bào Trung Quốc không cam chịu ức hiếp. Kế hoạch tác chiến của căn cứ địa Tô Bắc chính là mau chóng đuổi hết giặc Nhật ra khỏi Trung Quốc, khiến những người gây ra tội ác ghê tởm ở Trung Quốc đứng ở vị trí của kẻ phạm tội, hứng chịu phán xét của lịch sử. Kitano, tôi nói xong rồi. Tôi xin ông ghi nhớ những điều tôi vừa nói, báo cáo với quân đội của ông đi. Bác sĩ Từ, tôi cho ông cơ hội giữ mạng, ông không biết trân trọng, ông không nên đùa giỡn với tôi. Bởi vì đùa giỡn với tôi chính là đang đùa giỡn với mạng sống của ông. Ngài thấy có cần dùng hình với ông ta không? Không nhìn ra sao? Đây là tên rất cứng đầu, ông ta không chịu nói gì hết, dùng hình cũng không có tác dụng. Vậy thì không cần giữ mạng cho ông ta, ngược lại sẽ mang tới phiền phức.
Thế nào rồi? Vào trong rồi nói. Bạch Phó Quan, bác sĩ Từ sao rồi? Bị Kitano dẫn đi rồi. Vậy người có an toàn không? Kitano tự mình thẩm vấn, người vẫn còn sống. Còn sống thì dễ rồi. Cướp ngục. Cướp ngục. Canh ngục của đội tiên binh, trong ngoài có hơn 100 tên, làm sao mà cướp? Thân phận của ông ấy đã bị lộ, không bảo lãnh ra được. Trừ việc cướp ngục thì không còn cách nào. Đừng vội. Tối nay hội trưởng và chủ tịch mới của Thương hội Tô Châu sẽ tổ chức tiệc cảm ơn ở khách sạn Ngô Trung. Tôi đoán Kitano và Chu Lập Văn cũng đi. Anh là tiệm trang sức cũng nên đi một chuyến, thám thính tình hình rồi quyết định. Cậu chủ, yến hội này tôi nhất định phải đi. Bác sĩ Từ, ông phải nghĩ cho kỹ. Tôi đã cho ông cơ hội cuối cùng rồi. Kitano, ông có tư cách gì nói lại cho tôi cơ hội chứ? Lại có tư cách gì đứng ở góc độ thẩm phán? Tôi nói cho ông biết Kitano, rồi sẽ có ngày ông đứng ở vị trí của kẻ phạm tội, tiếp nhận phán xét của lịch sử. Lịch sử chỉ viết nên cho kẻ thắng. Vậy thì ông đi mơ giấc mộng xuân thu của ông đi. Nhưng hễ là người Trung Quốc, không ai nguyện ý làm nô lệ mất nước. Trong lịch sử của mảnh đất Tô Châu này, có vô số dũng sĩ vì chống lại ngoại lai xâm lược mà hy sinh thân mình. Quá khứ tồn tại, bây giờ cũng vẫn tồn tại. Lịch sử của Trung Quốc tôi rất quen thuộc. Bạn đến anh hùng Cô Tô, Ngũ Tử Tư chính là một người trong đó. Lẽ nào tiên sinh muốn học theo Ngũ Tử Tư hay sao? Đầu của ông ta bị chặt xuống, treo ở trên cổng thành. Ông muốn uy hiếp tôi sao? Nếu như ông không chịu hợp tác với Hoàng Quân, tôi sẽ cho ông trở thành Ngũ Tử Tư của ngày nay. Tôi sẽ đem thi thể của ông chém ra, treo trên Tư Môn Thành. Vừa hay, tôi muốn ở đó mà nhìn thấy ngài các người thất bại hoàn toàn. Xin chào, xin chào. Hân hạnh, hân hạnh. Ông chủ Vương. Ông chủ Vương, lâu rồi không gặp. Nào nào, mời vào trong. Cục trưởng. Bác sĩ Hứa quả nhiên lập công. Dựa vào cái gì mà tên Ngô Quý Lương kia cũng có tư cách vào đây uống rượu? Mà tôi phải ở ngoài cửa chịu lạnh chịu rét chứ. Ngô Quý Lương lôi được bác sĩ Từ ra. Cậu làm cái gì? Cục trưởng, ý của tôi là ông chủ Phương, anh cũng ở đây trông chừng sao? Thật cực khổ. Ông chủ Phương xin mời. Được. Ông chủ Phương. Cậu chủ, anh hôm nay đẹp trai nha.
Ông chủ Phương, Chu cục trưởng, tôi biết anh nhất định sẽ tới. Với làm ăn ở Tô Châu, sao có thể vắng tôi? Được, hôm nay hai chúng ta nói chuyện một bữa, nhất định. Tên cầm đầu đảng Cộng sản đó, bởi vì từ chối hợp tác với Hoàng quân, thi thể của ông ta đã bị treo trên cổng thành rồi. Tôi muốn tận mắt nhìn xem đám súc sinh này đối xử với cha tôi như thế nào. Chỉ cần có người lấy thi thể, bắn tại chỗ, tôi bảo đảm không để tên nào chạy thoát. Đừng để chúng chạy, bắn rét vào cho tôi. Ta cho các người trong vòng 3 ngày nhanh chóng phá án, nếu không căn cứ theo quân pháp nghiêm khắc trừng phạt. Cậu chủ nói tất cả cho bác sĩ Trần đi. Chuyện ở Tư Môn có phải anh làm không? Hai người phải làm quà rồi mới đúng chứ. Vậy sao nhìn chị có vẻ không được vui vậy? Hắn ta so với bác sĩ Từ còn khó giải quyết hơn, thậm chí càng nguy hiểm hơn. Nhất định phải lôi ra được phần tử nguy hiểm này. Công việc của đảng nằm ở Tô Châu sẽ do anh toàn quyền phụ trách. Do anh tiếp nhận công việc của bác sĩ Từ.